Hôm nay cô và các em cùng học toán lớp 5 với bài là viết có số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Và qua bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em ôn lại bảng đơn vị đo khối lượng và quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề và quan hệ giữa một số đơn vị đo khối lượng thường dùng và luyện tập viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân với các đơn vị đo khác nhau. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân thì các em nhớ lại bảng đơn vị đo khối lượng là gồm những đơn vị đo nào? Đó là các đơn vị đo là tấn, tạ, yến, kilogram, hectogram, decagram và gram. Đây là bảng đơn vị đo khối lượng mà được viết từ theo thứ tự từ lớn đến bé. Các em nhớ lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng. Mỗi đơn vị đo khối lượng thì sẽ gấp 10 lần đơn vị liền sau nó. Ví dụ như tấn, một tấn thì sẽ bằng 10 tạ mà một tạ bằng 10 yến, một yến bằng 10 kg mà một kg thì bằng 10 hectogram và một hectogram thì bằng 10 decagram và một decagram thì bằng 10 gram. Đó là mỗi đơn vị đo khối lượng thì sẽ lớn gấp 10 lần đơn vị đo liền sau nó. Và mỗi đơn vị đo khối lượng sẽ bằng 1/10 hay là bằng 0,1 đơn vị liền trước nó. Ví dụ như là 1 gram thì sẽ bằng 0,1 decagram hay là bằng 1/10 decagram. Còn 1 decagram thì bằng 0,1 hectogram hay là 1/10 hectogram. Hay là 1 hectogram thì bằng 0,1 kg hay là bằng 1/10 kg. Và 1 kg thì sẽ bằng 0,1 yến hoặc là 1/10 yến. 1 yến thì sẽ bằng 0,1 tạ hoặc là bằng 1/10 tạ. Và 1 tạ thì bằng 0,1 tấn hay là 1/10 tấn. Đó là mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo khối lượng là các đơn vị liền kề nhau. Nhưng mà khi các đơn vị không có liền kề nhau, ví dụ như tấn thì bằng bao nhiêu yến, thì tấn thì sẽ bằng 100 yến. Bởi vì từ tấn mà đổi sang yến là đơn vị lớn sang đơn vị bé hơn, không có tiếp liền về qua tọa nữa. Như vậy chúng ta phải nhân cho 100, thì một tấn thì sẽ bằng 100 yến. Tương tự ví dụ như là một decagram thì sẽ bằng bao nhiêu hectogram, thì lúc này một decagram bằng bao nhiêu hectogram thì em phải chia cho 100, tức bằng 1/100 kg. Một decagram sẽ bằng 1/100 kg hay là bằng 0,01 kg. Đây là mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng. Cô nhắc lại để các em vận dụng vào bài học ngày hôm nay. Ví dụ viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Nam tấn 132 kg thì bằng bao nhiêu tấn? Và cách làm là nam tấn 132 kg thì viết thành hỗn số là nam và 132 phần nghìn tấn. Và chúng ta viết thành số thập phân là nam phải 132 tấn. Bởi vì số mà 132 kg chúng ta viết thành 132 phần nghìn tấn. Bởi vì kg mà chúng ta đổi sang tấn là chúng ta phải chia cho 1.000. Vì nó qua từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn qua 3 đơn vị nữa. Mà tới tấn thì chúng ta phải chia cho 1.000. Như vậy chúng ta sẽ có cái phân số là 132 phần nghìn tấn. Và chúng ta viết thành số thập phân là nam phải 132 tấn. Phần nam của hỗn số này chúng ta viết thành phần nguyên của số thập phân. Và 132 phần nghìn thì chúng ta viết ở phần thập phân của số thập phân này là phải 132. Vậy nam tấn và 132 kg thì sẽ bằng nam phải 132 tấn. Đấy là cách viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Cô và các em cùng làm bài tập số 1 nhé. Bài tập số 1 là yêu cầu các em là viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Câu A là 4 tấn 562 kg sẽ bằng bao nhiêu tấn, thì chúng ta sẽ đổi ra hỗn số và sau đó chúng ta viết thành số thập phân. Ở đây là câu A nè, là 4 tấn 562 kg thì sẽ bằng bao nhiêu tấn, thì chúng ta sẽ viết thành cái hỗn số là 4 và 562 phần nghìn tấn. Và chúng ta sẽ viết thành số thập phân là 4 làm thành phần nguyên của hỗn số, viết đây là phần nguyên của số thập phân. Và 562 phần nghìn thì chúng ta sẽ viết là 4,562 tấn.
Ở đây là dưới mẫu chúng ta thấy 3 chữ số 0 thì phần thập phân cũng có 3 chữ số, lấy cái tử để qua, để phía sau làm phần thập phân này là đủ rồi. Rồi sau khi đổi sang thì các em viết kết quả vào đây cho cô là 4,562. Cô B là 3 tấn 14 kg. Và yêu cầu các em là đổi sang tấn. Thì chúng ta có viết thành hỗn số có phần nguyên là 3. Và phần 3 tấn này chúng ta đổi sang tấn nên chúng ta viết phần nguyên là cùng đơn vị đo rồi chúng ta lấy làm phần nguyên là 3 và 14 kg đổi sang tấn thì sẽ chia cho 1.000 là viết thành phân số là 14 phần nghìn. Và tấn. Và chúng ta sẽ viết thành số thập phân có phần nguyên là 3. 3 của hỗn số chúng ta viết thành phần nguyên của phân 3 phải 14 phần nghìn. Thì em phải viết số 0 là 14. Bởi vì ở mẫu này chúng ta thấy này, 3 chữ số thì phần thập phân của số thập phân đây cũng phải 3 chữ số. Mà nếu lấy cái tử này viết qua bên đây làm phần thập phân thì số có 2 chữ số thì không đủ nên em phải thêm 1 chữ số 0 vào phía trước số 14 và sót bên phải của dấu phải. Là đơn vị là và được là 3,014 tấn. Và em viết vào đây cho cô là 3,014. À, em điền vô đó là 3,014. Tiếp tục câu C. Câu C là 12 tấn và 6 kg. Thì em đổi sang tấn. À, chúng ta cũng làm tương tự thôi. Ở đây 12 tấn và 6 kg đổi sang tấn thì chúng ta viết thành hỗn số là có phần nguyên là 12 nè. Và 6 kg thì đổi sang tấn là chia cho 1.000 thì là 6 phần nghìn. 6 phần nghìn tấn. Và viết thành cái số thập phân là 12 phẩy. Ở đây 6 phần nghìn thì chúng ta viết nó ở hộp phần nghìn. Hộp phần nghìn thì chúng ta phía sau dấu phẩy lại là số 0 là hộp phần 10 này, thêm số 0 vô nè. Rồi một số 0 nữa là hộp phần trăm. Và số 6 này là hộp phần nghìn bởi vì 6 phần nghìn mà. Như vậy các em viết thành 12,006 và đơn vị là tấn. Rồi các em viết vào đây là 12,006. Rồi tiếp tục qua câu D. 500 kg bằng bao nhiêu tấn? Là 500 kg thì sẽ bằng là đổi sang tấn là chia cho 1.000 là bằng 500 phần nghìn tấn. Và viết thành số thập phân. Ở đây chúng ta thấy 500 phần nghìn tấn thì chúng ta thấy ở dưới mẫu là 1, 2, 3 chữ số đúng không? Và trên tử chúng ta là có 1, 2, 3 chữ số. Như vậy ở đây 3 chữ số này chúng ta sẽ làm ở phần thập phân và phần nguyên của nó là số 0. Như vậy ta được là 0,500 tấn. Và chúng ta đã hạt hai số thập phân bằng nhau. Ở đây chúng ta thấy bên phải tận cùng bên phải của phần thập phân của số này là những chữ số 0 thì em bỏ đi để được số thập phân mới bằng số thập phân đã cho và nó gọn hơn. Như vậy là 0,5 tấn. Điền vô đây cho cô là được 0,5. À, bài 2 yêu cầu các em là viết các số đo sau dưới dọn số thập phân. A là có đơn vị đo là kg và người ta cho chúng ta những số đo này. Chúng ta viết thành kg nhưng mà dưới dọn số thập phân. Còn B là có đơn vị đo là tạ và các số đo người ta đã cho đây. Chúng ta viết đơn vị đo là tạ và có dưới dọn số thập phân. Như vậy để làm bài tập số 2 thì đầu tiên là các em phải đưa về hỗn số. Đưa về dọn hỗn số theo đơn vị đo đã cho. Các em viết thành số thập phân. Đây câu thứ nhất là kg. Câu A là yêu cầu chúng ta là đổi sang kg đúng không? Chúng ta viết thành hỗn số là đổi sang kg thì có phần nguyên là 2 này. Và 50g chúng ta đổi thành kg là chia cho 1.000. Như vậy chúng ta sẽ được là 50 phần nghìn kg. Và chúng ta sẽ viết thành số thập phân là 2,050 kg. Chúng ta 2,050 này các em có thể viết gọn lại
là sẽ bằng 2,05 kg. Câu tiếp theo, 45 kg 23 gram. Chúng ta sẽ đổi sang kg là sẽ bằng, có phần nguyên là hỗn số là 45 và 23 gram, chúng ta đổi sang kg là chia cho 1.000 thì sẽ 23 phần 1.000 kg. Và các em viết thành số thập phân là 45,2. Ở dưới đây chúng ta thấy cái mẫu này 1.000 này nó có 3 chữ số 0, như vậy phần thập phân phải 3 chữ số, mà cái tử số 23 này em viết vào đây thì chưa đủ, đúng không? Mới có 2 chữ số thôi. Như vậy ở đây yêu cầu chúng ta 3 chữ số này, bởi vì 3 dưới mẫu có 3 chữ số 0, chúng ta để ý thì chúng ta viết một số 0 vào đây, điểm 23 nó trở thành là 45,023 và đơn vị là kg. Tiếp theo 10 kg và 3 gram, em đổi sang kg thì chúng ta viết thành cái hỗn số có phần nguyên là 10, bởi vì 10 kg mình đổi sang kg là cùng đơn vị đo, nên mình lấy cái 10 này mình làm phần nguyên của hỗn số. Còn 3 gram này đổi sang kg là sẽ thành 3 phần nghìn kg. Và em sẽ viết thành số thập phân là 10, có phần nguyên là 10,3 phần nghìn, thì em viết cái số 3 ở hoặc phần nghìn, thì trước số 3 em phải là thêm 0 này, hoặc phần 10 này, hoặc phần trăm này, và số 3 là hoặc phần nghìn này. Rồi kg. Rồi 500 gom, em đổi sang kg thì sẽ bằng cái phân số thập phân đó là 500 phần nghìn chia cho 1.000. Gom mà đổi sang kg thì chia cho 1.000, như vậy đơn vị là 500 phần nghìn kg, và nó sẽ bằng là viết thành số thập phân là 0,500 kg. Và em sẽ viết thành một số thập phân gọn hơn, bỏ hai chữ số số 0 tận cùng bên phải của số 0,0 của số 0,500 đi, thì chúng ta được là 0,5 kg. Như vậy là cô và các em cũng đã hoàn thành xong câu A. Câu B là đổi viết có số đo sau dưới dạng số thập phân. B có đơn vị đo là tọa. Như vậy chúng ta sẽ đổi tất cả những đơn vị, những số đo người ta cho đây ra đơn vị là tọa. Thì cũng làm tương tự như câu A thôi, chúng ta cũng đổi thành viết thành hỗn số và sau đó chúng ta viết dưới dạng số thập phân theo yêu cầu của đề bài. Câu thứ nhất là 2 tọa 50 kg. Em sẽ đổi ra đơn vị tọa, đúng không? Như vậy hai tọa này em sẽ viết thành hỗn số là cùng đơn vị đo là tọa, nên em làm thành phần nguyên của hỗn số là 2. Và 50 kg mà đổi sang tọa. Ở đây các em thấy kg mà đổi sang tọa này, kg đổi sang tọa này là phải qua hai đơn vị đo, như vậy em phải chia cho 100, đúng không? Vì 100 ví dụ là như vậy là 50 kg mà đổi sang tọa là thành 50%. Đó. Và chúng ta sẽ viết thành số thập phân đó là 2, phần nguyên của hỗn số chúng ta viết ở đây thành phần nguyên của số thập phân là 2, ở đây là 50% tọa thì là 2,50 tọa. Và các em viết gọn lại là thành là 2,5 tọa. 3 tọa 3 kg, em cũng viết thành cái đổi sang tọa thì em viết thành cái hỗn số là 3 tọa mà đổi sang tọa là cùng đơn vị đo rồi, chúng ta làm thành phần nguyên của hỗn số là số 3 này, viết lại này thành phần nguyên này. Còn 3 kg này mà đổi sang tọa là em chia cho 100 thì chúng ta sẽ được là 3%, và đơn vị là tọa. Và chúng ta sẽ viết thành cái số thập phân là có phần nguyên là 3 này, viết lại là 3,3%, thì chúng ta viết thêm số 0 và viết số 3 này ở hàng phần trăm, và đơn vị là tọa. Như vậy chúng ta sẽ được là 3,03 tọa. Rồi tiếp theo 34 kg, chúng ta đổi sang tọa. 34 kg mà đổi kg đổi sang tọa là chia cho 100 thì chúng ta sẽ viết thành phân số là 34% tọa, và sẽ bằng số thập phân đó là 0,34, bởi vì ở đây chúng ta thấy dưới mẫu này
100 có hai chữ số 0 thì phần thập phân của chúng ta là phải hai chữ số. Như vậy chúng ta lấy cái tử 34 qua, chúng ta loại mã phần thập phân là đủ rồi. Và tọa. Và 450 kg. Chúng ta đổi sang tọa. Thì chúng ta viết thành phân số là chia cho 100 là 450%. Tọa. Và chúng ta sẽ viết thành số thập phân. Đó là ở đây chúng ta thấy dưới mẫu này là hai chữ số 0, thì ở phần thập phân của số thập phân chúng ta viết ở đây phải hai chữ số. Như vậy sẽ được 4,50, chúng ta viết dấu phải 4,50. Tọa. Bởi vì chúng ta không thể nào mà ta lấy 450 ta làm ở phần thập phân được, bởi vì phần thập phân chỉ có hai chữ số thôi. Hai chữ số 0 ở dưới mẫu nên phần thập phân cùng hai chữ số nên ta đánh dấu phải phía sau số 4 và phía trước số 5. Như vậy ta có được số thập phân đó là 4,50 tọa. Và các em có thể viết gọn ra bằng cách bỏ chữ số 0 ở tầng cùng bên phải phần thập phân này đi. Như vậy chúng ta được 4,5 tọa. Như vậy là cô và các em cũng đã vừa hoàn thành xong câu B. Cô và các em cùng làm bài tập số 3. Bài số 3 là trong vườn thú có 6 con sư tử, trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9 kg thịt. Họ cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày? Như vậy bài toán cho các em biết là trang vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9 kg thịt. Và họ chúng ta là yêu cầu là họ cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày? Vậy bài toán này là thuộc dạng toán nào mà các em đã được học? Đó là thuộc dạng toán quan hệ tỷ lệ. Để giải bài toán này chúng ta có hai cách làm. Cách làm thứ nhất là chúng ta rút về đơn vị, và cách làm thứ hai là chúng ta tìm tỷ số. Bây giờ để chúng ta làm thì chúng ta phải tóm tắt bài toán này trước. Cô có thể tóm tắt bài tập số 3 như sau: là trung bình một ngày một con sư tử thì sẽ ăn hết 9 kg thịt. Họ trong 30 ngày 6 con thì sẽ ăn hết bao nhiêu tấn thịt? Như vậy để giải bài toán này thì cô sẽ chọn cách giải đó là chúng ta đi tìm, đầu tiên là chúng ta tìm lượng thịt cần thiết để nuôi 6 con sư tử đó ăn trong một ngày, và tiếp theo là cô lấy 9 nhân cho 6 là bằng 54 kg, và sau đó cô đi tìm lượng thịt cần thiết để nuôi 6 con sư tử đó ăn trong 30 ngày, thì cô lấy kết quả vừa rồi đó là 54, cô nhân cho 30, và sau đó chúng ta đó là đơn vị kg, và chúng ta sẽ đổi ra đơn vị đó là tấn thịt, và chúng ta đáp số. Và đây là bài giải của cô, đó là lượng thịt cần thiết để nuôi 6 con sư tử trong một ngày là cô lấy 9 nhân 6 là bằng 54 kg, và sau đó cô đi tìm là lượng thịt cần thiết để nuôi 6 con sư tử đó trong 30 ngày là, thì cô sẽ lấy 54 của nhân cho 30 là được 1.620 kg. Và cô đổi ra, bởi vì yêu cầu của đề bài là bao nhiêu tấn thịt nên cô phải đổi từ đơn vị kg, đổi ra tấn thịt là được 1,620 tấn, hay là cô viết gọn lại là được 1,62 tấn, và đáp số là 1,62 tấn. Như vậy là cô và các em cũng đã hoàn thành xong bài tập số 3 và hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay, đó là viết có số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Vì nhờ các em nhớ là xem lại nội dung các bài tập mình đã làm, đã giải. Cô chúc các em luôn học tập thật là tốt. Chúc các em xem video vui vẻ. Các em xem video thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cô nhé. Cô tạm biệt và hẹn gặp lại các em.